con đi đây đớp vừa mà. Khách của nhà em nhá, ăn xong nghiện cái muối này còn đến đây để mua muối. Mua muối mang về. Mua muối mang về. 7 giờ sáng hỏi đã mở cửa chưa? Ví dụ như cái lẩu như nó ấy, ở quán này không bán nhá. Nhưng mà nó làm để sẵn ở trong nhà nó đớp. Mẹ đóng tiền học toán cho con chưa? Mẹ mới đóng tiền tiếng Anh thôi. Này, thương thương của con đây. Con có ra quán không? Hello cháu. Cháu ra uống chung với cô vài ly Coca. Ra uống với cô vài ly Coca. Đi ra đây để được chụp ảnh với thân thương không? Cái này nhá, nó làm ziplock. Nó để ngăn đông. Em muốn ăn, em mua mà để nhà. Không mà cần ăn. Là em sẽ... Cái này ăn lại ngon mà. Ăn lại cũng ngon mà. Ừ, tao bảo đồ nhà nó ngon mà này. Rất là ngon, là trụng vía nhá, cái này. Các cái đồ như này nó giáo hết cả bụng luôn, đi thật thoải mái không béo. Nói chung là vì chị lười làm đồ ăn đấy chứ không thằng này mà. Con này mà nó nở nở mờ mờ ở Sài Gòn là ngon. Em vừa chấm lên cái này. Em vừa thấy này ngon. Ok. Chị bắt cái gì mà? Có chút nhầm. Đâu chứ? Đấy, giống cái này còn cái bắt vào đây. Cái mẹ. À sao mình chấm được. Em đổi cho. Mày. Không cần. Sai vị không? À chị. Ơi. Em ở Sài Gòn này. Em bây giờ hai lần đây trắng rồi này. Bao giờ mày vào? Chị nuôi em nhá. Mày. Tao nuôi mày thì dễ nhưng mày có uống được rượu hay không? Ôi trời ơi, không. Tao đang chờ rượu đây đấy. Có đây là có check-in thôi nhỉ chị? Có rồi đấy. Nhìn chữ sau kìa. Nó làm ngon lắm. Ý là cái nồi lẩu chúng mà chỉ có ngất thôi. Mấy ông mày có người yêu chưa? Mày hỏi ông có người yêu chưa Trang? Ông có người yêu chưa? Sợ hơi xoay. Tháng sau là con trai ấy là tròn 1 tuổi. Vợ thì có rồi nhưng người yêu thì chưa. Ôi, định làm ăn được gì? Ế sưng kìa. Ế sưng kìa. Rồi, đến giờ đớp. Ngon lắm. Chị toán mua của nó. Xong mà chị để ngăn tủ đông. Ở Sài Gòn chị đi nhậu. Mấy cái này. Trong mua nồi lẩu. Cái này là muối để bán riêng luôn. Đó, nó bán riêng rồi. Rồi, tao đớp mày. À. Chúng mày, bọn này quê. Bọn này mụn quê mùa. Chấm hốt quả mà. Dạ, cái món này. Thế tôi biết là có cái đấy để chấm rồi. Làng luôn. Nhưng mà máy của bà dìm hàng lắm. Để máy con. Thôi đưa máy ra đây. Để cả làng luôn, cả làng. Cần gì đẹp rồi cơ. Mình gọi chân thực cái con mẹ xấu cũng được. Cả làng luôn. Đâu bác? Đâu. Đây đây để em chụp cho. Bấm như nào? Bấm được đây nè. Làm xong mà em biết được. À, bấm chụp thế này cái đẹp. Cái này như nào? Từ. À, chụp sau đá. Chụp sau đá. Đấy, sau đá chúng ta. Trời ơi, bà đẹp rồi. Đâu rồi, quay kia. Đây, từ. Lại còn đòi quay nữa chứ. Cái lá nó quay nữa. Thôi nghĩ mờ lắm, đưa điện thoại về đây. Em nói rồi mà. Không mờ lắm, cháu chứ từ người con hồn. Chuẩn bị sang. Đâu rồi mờ lắm. Đấy chị ấn vào đây. Ấn bên cạnh. Vâng, xong rồi anh Eros rồi. Đấy, nhìn máy em nét này. Nhờ. Ôi. Chị ơi, thôi thì mình kiếp sau mình giàu nữa. Đây đây. Thần tượng của mình. Thần tượng của mình. Ôi. Ngày xưa cháu cũng đi làm phục vụ như cô ấy. Không sao, sẽ có lúc mình giàu, kiếp sau mình giàu. Giàu làm cho ta không phải giàu mà. Ôi, em nhận làm mẹ mà. Đó, em nhận làm mẹ mà. Trông thằng cu con lên chị bám bà lắm. Là cái duyên đấy chị ạ. Thế là kiếp chưa nghiệp lắm mới làm cho con này. Ai mà làm cho cháu với cả con này là phải nghiệp lắm, kiếp chưa là mắc nợ lắm. Ôi chị ơi, nguyên một dàn đây ba đứa bảo thề luôn gặp chị Trang từ cái lần đi ở trong Đà Nẵng tính đấy ba người nói ra. Ui. Ừ. Nhân viên từ ngày bị báo lũ ra đây thế này. Vâng. Em đi đâu rồi? Các bạn chúng nó đi đấy mà. Toàn Nghệ An. Mà con này số xui lắm mẹ. Đúng lúc mở quán đang bắt đầu đông thì lúc lụt. Xong Covid.
bên em nhá là còn tí nữa ký hợp đồng cho người ta thuê để làm một bộ phim nữa. Quả nó để coi như là Hồng Đông còn gọi vậy. Để coi như bên 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 Trung Quốc ấy. Đẹp lắm. Em mới bảo ông bạn chị Viên đi không nhận mà. Con bảo là em được ở giữa. Tao sẽ tưởng phải ở giữa. Báo cho mày. Rồi cuối cùng là dịch khỏi gan luôn. Đồ ngon dã man luôn. Tí nữa nha. Chỗ số chúng mày là cứng rất hên, là vì nó không bán lẩu, nhưng nó nấu để cho nó ăn. Nên nó còn không, một nồi. Thực ra là em còn nấu em ăn đâu. Tại chị. Chị yêu cầu ấy chứ. May đấy. Là em vẫn còn một gói cốt. Nó có cái nước cốt. Ôi chị cứ đi vào đi rồi em gửi cốt vào cho chị. Bao giờ chị ăn thì chị ăn. Mày yên tâm, tao ra nhiều. 12 tại bay ra. Tặng khổ sở là con đường ăn nhậu. Mẹ nó ngon. Đây để em quay. Em đã chia sẻ giới thiệu cho mấy bạn. Không, ngon thật sự. Em ơi, mua về Sài Gòn. Tao đi quán nhậu, tao chỉ nói với phục vụ này. Trong đây, một túi. Người ta còn đến chụp ảnh cưới này. Đẹp lắm. Quán luôn ngon lắm. Chưa. Cái này thì cây lòi lời vân. Mày chụp món này trước đi. Vũ, vũ, vũ. Chụp hình món này đi Vũ. Không, mà tao sọc vào. Tai nè. Tai, tai chụp hình đi. To lắm, cái mặt đi mỏi chân. 450m2 một mặt sàn. Xung quanh là sen với cả khói. Em làm đẹp lắm, cuối tuần còn có cả biểu diễn đàn tranh. Nó bảo là đồ người đông ngon, đồ ngon. Có cả đồ cổ trang cho khách. Có cả bố cổ trang à? Nó làm ngon lắm, nên là bọn em lưu số nhiều khi. Đây, cái nồi lẩu nhìn này, nhìn nó đẹp mắt chưa, cái bàn lẩu. Uống rượu cùng bác. Ngon lắm. Bị thí. Bị xui. Dịch xong đéo có tiền. Thuê mặt bằng mấy mét này chán vui đời. Gửi cho con trang trang gửi được cái gì nhá. Vâng. Vâng, để cho chị ăn cái này quảng cáo lên cả bình cả nang, cả chóng, cả chóng. Bình hết nước chấm hết tim buồn quá Bình ơi. Các em có biết ai đây không? Nhờ Facebook trang nhắn Bình Téo. Bình Téo là cái Téo gì? Nhắn Bình Téo và bấm Bình Tẹo ấy. Nhắn Bình Tẹo. Rượu đến rồi chị em mình uống xong. Cảm ơn người Minh Huệ. Nhớ hết thì xem lại thôi. Hết thì lại mở app ra xem lại phim tôi lại nhớ. Trong rồi. Bác con. À bây giờ khán giả quên hẳn tên thật mình đâu. Đóng chỉ gọi Bình đóng phim ấy. Mà người ta chỉ nhớ tên nhân vật là thành công. Tao người ta chỉ chửi nhớ tên tao chỉ bậy. Chán bỏ mẹ. Đẹp trai quá nha. Vợ cũng xinh nha. Như kiểu sinh ra để cho nhau ấy. Thấy một cặp rất là đẹp. Trai xinh gái đẹp đi vào quán. Quán em được trước ấy. Em không mất tiền chặn lắm. Tụ các bạn bước tôi đến xong rồi quay. Thế là tụi em đông. Thì chị đúng cái tháng 1, tháng 2 chị ạ. Khách cứ đứng dài xếp hàng để gói. Thích lắm luôn. Nhưng mà bây giờ chạy thế nào thì chạy. Nóng quá, không một hàng nào mà chịu nổi luôn. Nó giảm đi hẳn 1.4, 1.5. Thôi đổi cái, không tập trung vào giới thiệu lẩu nữa. Làm lẩu thì bây giờ cái mô hình này nhỏ như này cái lẩu gì. Đúng rồi, những cái này cũng má. Đúng rồi, bên em chỉ nhưng ý chị bảo, ê, em này người ta phải đi ăn đấy. Lẩu vào đấy khó thở. Không, nhưng mà nếu mà làm lẩu thì em làm lẩu bán. Em chạy một cái tia là bán lẩu mang về. Người ta mua về nhà người ta có tiệc. Em có lượng khách đấy mà bởi vì đơn rất là đơn giản. Tất cả nó chỉ là bò ship, đúng rồi, vẫn ship đến tận đâu. Em chỉ bán nồi nước lẩu thôi. Em chỉ bán đúng nồi nước lẩu với chị. Sau đó là khách người ta tự mua bò, mua mọc mít gì mình có mấy luôn. Nhưng cái thịt ra giảm mà người ta không có thì mình bán thôi. Còn những cái đồ thì tí tiếp sao tự kiếm. Thịt rau luôn. Chủ động cho mua được. Đấy, mình cho chủ động là mua được những cái thịt khác đấy. Không, ta chủ động. Mình nhưng tí nữa ăn được ngon. Tí nữa ăn được đấy. Tao là chủ ăn ngon thôi nha. Đúng rồi, chị chỉ cần làm cái hộp đẹp, quay cái thứ đẹp lên rồi. Ôi, thì cái đợt dịch vừa rồi là bao nhiêu quán lẩu sẽ bán online suốt mình đó. Nhưng bây giờ ấy người ta đã mở lại rồi thì những người có mặt bằng người ta sẽ thắng, con máy này không mặt bằng. Em tiếc là cái quán của em nó ở Đà Nẵng, quán em ở Hà Nội thì em hút tiền. Quán ở Đà Nẵng đúng rồi, bia chỉ dân du lịch. Nhưng mà dân du lịch đến Đà Nẵng ấy. Mà cái khu nhà em ấy là tập trung toàn Trung Quốc ấy. Rồi đấy em bán dịch rồi mà mỗi một ngày em thu 50-60 triệu. Lúc ấy vẫn còn tự tin lắm. Đến khi mà bọn Trung Quốc về hết rồi ấy. Lúc đấy là
em mất niềm tin vào cuộc sống luôn. Nói chung là kinh doanh mà gặp phải con Covid thằng chết con mẹ rồi. Đúng, tiền nhà như hố tiền chuẩn mẹ luôn. Mở thương vương thì tốt. Đấy, vì nghĩ là cái tài sản mình gắn liền trên đất nhà họ ấy. Nên là mình cứ đầu tư quá nhiều tiền. Nó đã hỏi chị rất nhiều lần. Chị nói rằng là mặt bằng đắt, dịch bệnh khách không có. Nó cứ tiếc cái số tiền đầu tư trên cái mặt bằng vì quá nhiều thứ. Dọn đi không được, dọn cũng không có cho cất. Nó để coi như mấy cái phim Hồng Kông ấy. Chứ mà nó làm mấy cái bình thường đâu. Nó để coi như mấy cái phim Hồng Kông. Chấp nhận nó số. Ô thế đấy, được chơi game tiếp. Nó không game nó hơi dễ. Mất dây. Bố lên chị ạ. Ngon dạ mà. Hai chị mặt giống nhau mà nhìn mặt tao mà cũng không thể giống nhau. Cái con giúp việc bố láo bố toét này làm sao có cửa với cái mặt phúc hậu này. Bảo sao trước chưa gì đã có cái bình nước to ở bên cạnh rồi hóa ra là để như vậy. Này, tao với con này thì có vẻ giống nhau này. Đi về sao mặt tao to gấp đôi mặt mày nhỉ? Không phải đâu mà em sao đấy, mặt tao to hơn rồi. Con này có thể giống chị em ruột này. Ui, lúc em cắt tóc ngắn đi, em thấy chị cắt tóc ngắn em cắt xong ấy. Ai cũng chào con. Chào bác đi, con chào bác con cô đi. Coi fan Blackpink không? Rồi đấy, fan Blackpink đấy chị ạ. Em đang ở Hàn Quốc chưa? Ở Hải Phòng phi lên liền. Trời, bao giờ mới lên? Chắc Nguyễn Thư. Ờ, để rượu về đã em rồi xong rồi bỏ vào đây. Con Cúc này này. Dẹp hộ mấy cái này. Giúp việc mà bù là bù tết lắm. Giúp việc này gặp phải nhà tao là chết. Để tí nữa ăn lẩu với không? Blackpink về ngay trước đêm buồn nhỉ. Ờ, cái đứa con bà xong cái đó. Mày bảo tụi mày quá đi rồi. Tao mày quá té ngay đây. Bà kiến đi không chị? Có. Quẩy ở mức ná thở luôn, tao quẩy mà. Ná thở với nó. Mẹ bảo bác cho em kiến nha chị. Em kiến. Em kiến ra đi. Em kiến có thần tượng. Ở ngoài này có khu vui chơi gì không? Ở ngoài có khu vui chơi gì không? Các em cố đi bộ ấy chị. Con tao đóng chơi chỗ đấy. Cái mùa cổ viên ở bên đó. Ồ, ta thấy thủ chỉ cung tìm mới đấy. Thủy cung ấy cô bác à. Nhưng mà mới đến thì mình chắc phải đi rất sớm là đỡ phải chen chúc. Cái vấn đề đỡ tính nào? Cái vấn đề tình kinh tế khó khăn thế này dân có đi nhiều không? Các khu vui chơi Sài Gòn đã giảm 70% nhá. Con ăn gì không? Cái gì mới là dân vẫn đi ấy chị ạ. À, bà ngoại suốt ngày xem phim của bác. Thế à, bà ngoại suốt ngày xem bác của Cúc kìa. Bà ngoại con có ghét con này không? Chứ cô ghét nó lắm đấy. Chị đến bác thẳng kìa đâu. Cái loại mày con trong phim. Thề luôn. Cái loại chị em tao toàn chơi bọn đéo xem tivi. Chán mỡ đời. Anh xem tivi không? Nó nổi tiếng luôn. Cái loại chúng mày á. Và chỉ dòng mấy trăm bê bằng gió. New Fit cái ngày mà ngày hội BD Sài Gòn chúng nó New Fit ngập tràn. Đúng không quá? Đấy. Ngày hôm đấy giải trí đẩy trí tất cả các người tính tuổi của người chị. Nếu ông bà già có chỗ đi xem cả nhà. Nếu bà già đi. Bà đi riêng mà đài. Riêng mà tầm Cúc mà bước ra chợ nha, cả chợ biết tên. Chợ bây giờ gọi tên nhân vật luôn. Cả chợ biết tên. Mẹ ra bến xe là ai biết tên Cúc. Em quay không? Em quay xong quay lại chợ mua cam cho ông già để bắt ông uống ấy. Ông uống hàng sinh nhiều em mua cam để bắt. Bình A, nếu em mua cái gì nào? Quay phim xong rồi ra đến chợ lại bình vú bình từ đầu chợ đến cuối chợ. Nhưng mà Cúc mà bước vào quán ba vũ trường nếu ai quan tâm. Bên ra chợ là nhiều người nhận ra. À, Bình Điền á, đi Bình Điền vào chợ chồng á. Đúng rồi, Bình Điền. Rồi. Nói thật là cũng đéo xem luôn. Xem đúng đoạn là bị cho có chửa đi vào phá thai rồi. Hết. Đấy, còn đấy điện đưa vào đi phá thai rồi. Ôi chị ơi, hồi nhá. Em mới đẻ con này xong. Được 1 tuổi. Em cũng đi học lớp thầy Vĩnh Sương ấy. Úi giời. Cũng bọn mày làm sinh viên. Ô, em ơi, em đang khiếu ấy. Bà em khóc khóc luôn. Đợt đấy là vì hình xăm này này, không có lợi.
ông ấy cho em đi casting phim nhựa luôn rồi. Nhưng vì đúng cái này mà em là năng khiếu nhất lớp luôn. Nhựa thì mà còn mặt xinh nữa. Thế xong nếu như bây giờ nhá, hình xăm nó là thoải mái đi, có khi còn phải dán thêm mà. Nhưng cái ngày đấy chị ạ, bây giờ là em không phải là chính ngạch như chị. Mày đang nói chuyện không đâu, hồi đấy là chính ngạch rồi. Hồi đấy là còn đang khắt khe đúng rồi, về hình ảnh của cái phim. Chứ nếu không là bình tầm này chị là gọi cũng... Bình mực in. Mày làm cái vai nào, vai Bình mực in cho tao. Chị em mình cùng sở thích, em cũng ừ, chị em mày cùng sở thích xăm. Tao thấy cái kim, tao sợ chiếc vít. Không, nhưng mà chị không có hình xăm nào, chị còn dám thử cô quần quần nữa mà em còn dám thử đâu. Mọ trên Facebook của em, à trên à ừ, TikTok của em đi. Ôi, nếu nảy vào rồi, mới nhầm em chị đấy. Ôi, nhầm tao mày hả? Ừ. Sống chị đây à? Không chửi nhau của tao hàng nữa. Mua đi bán mỹ phẩm đấy là em. Sống ở trên đời vậy thế nó thì chết. Dạ em lên cái viết đấy em cỡ mặt hơi nhúng ngây ngô thật nhưng mà cô bà nào tự nhiên có cô bà ở đây. Ê là cả như bà nhầm chị với chị Khang rồi. Mua cái này để chấm nó quả rất là cái cây từ xuyên ăn bao nhiêu cứ ra đây bảo các em đóng xong về nha, hết rồi lại ra lấy ăn xong nghiện là được. Công nhận gây nghiện nhà con này luôn ngon quá. Nhâm nhi là sướng mà mát này. Còn tập này mà ngồi nhâm nhi vỉa hè. Ừ, nóng lắm. Ở đây đâu có con thì vỉa hè đâu đúng không? Có. Buổi tối nhá, sau 9 giờ đóng hết cửa. Nguyên cái vỉa hè là của em. Cái này thực ra là nhìn nhá, thơm ngon và rất nhiều ớt nhưng mà cái này nó không bị cay. Không bị quá, như đấy là thơm, nó không cay á. Dễ chịu. Nó không cay cái kiểu mà cay hỗn. Ờ, không bị cay kiểu tập cái mũi quá. Ta gọi là cay hỗn. Cái muối ngon lắm. Vắt mình tắt vào cũng đỉnh cao. Cái này cho chấm nước vào ngon. Chị Bình này ấy, cuộc đời biết đẹp sao. Đó, chính nó. Và Hương. Cảm ơn mày Hương. Khi toàn mua để tủ đông, toàn mua để tủ đông để được. Để ơ kìa, nó làm để tủ đông không? Cứ game cần cho nó nào thôi. Thu Huyền ơi, chị Cúc về mày là con nào đấy? Sao mày có tích xanh? Thu Huyền. Huyền ai? Rồi chị Cúc kìa, mày là ai đấy? Mày mua tích xanh à? Chứ người thường sao có tích xanh? Mày làm nghề gì? Ai biết, fan tao làm gì có ai mà da trắng như bóc kia. Làm tao làm gì có fan da trắng như bóc kia. Đàn bà da trắng như bóc không phải fan tao. Con Cúc mà chửi cũng ngang tôi. Nó không hiền đâu. Bình bong này chưa? Trời ơi, đi rồi. Đây là người đàn ông cao nhất Việt Nam. Nó ở nhà. Ngủ đi. Mưa gió này đi làm gì? Địt ngon vậy đấy. Nó có cả địt luôn. Mưa đến đã bị địt rồi. Ai địt mày? Em có follow TikTok anh đấy. Ơ, mày follow TikTok nào á? Đây. Nè, mày ở đây. Sao thằng chó chết này nó gầy thế nhỉ? Ông bị ăn tóc này tập suốt này. Đây, đi đi về. Mày gặp tập mày gặp thằng này. Có, mày... gặp rồi. Đi vào Duy đây. Biết rồi. Nhưng mà địt mày sao mày mày gầy thế? Đéo phải mà là áp của mày ấy. Tao đéo biết đâu. Cái đéo đi chỉnh cái lôn gì. Áp ảo đi thế. Mày ăn đi. Mày sẽ thấy mày biết con này không? Chưa, lần đầu tiên luôn. Thế thì mày vỡ mũ con chó rồi. Vỡ mũ con chó à? Cái nồi lẩu chiều chúng mình kia chờ mày ra đấy. Mà em mày. Ăn đi. Tóc hồng thế. Ngon lắm bạn ạ. Em tưởng nó có cái nhà hàng. Qua là Blackpink đúng không? Không đi luôn. Qua là Blackpink hôm nay sẽ đi cơ. Ăn đi với mọi. Ăn đi với mọi. Thì với mọi ra. Các quầy lên xong tàn nát. Hô các rồi quay. Ngon cùng. Các bạn ơi, các bạn biết thằng khốn nạn này không?
À đây chưa nhân vật mà tôi nhắc trên cộng đồng mạng của Postcard. Thịt mẹ mày nói chết mẹ luôn, đéo có show vẫn. Tao chỉ diễn show lớn thôi. Mà lúc đấy đéo biết ai là ai luôn ấy. Ờ, đây chưa nhân vật như một con quỷ. Một con quỷ, con cười. Mùa hè, mùa đông. Mùa đông. Nhưng mà mùa đông mặc cái váy bò ngắn. Nhưng mà đi ba quần tất lưới. Nặng nghiệp lắm luôn. Tại vì mọi người biết sao không? Tại vì là tôi là chân bị ngã xe, nên là cái đầu gối toàn xẹo, nên là mùa phải đi tất tất mà tất thì sẽ không bị xịn. Nhưng mà ai bắt đâu, ai bắt mà mùa, ai bắt mùa đông mà mặc jean ngắn để làm gì? Thì quay chân dài để vơn nó đây, để nó gọi đi show. Để nó gọi đi show xong rồi nó hỏi là mày, mày đi diễn không? Tao chỉ diễn show diễn lớn thôi, trong khi là chưa đi diễn nha. Chảnh chó đi. Liều lắm. À, ăn đây món này này cay. Mày bốc này đi, mày bốc cái món này trước đi. Để tao bỏ cái này ra. Cay quá. Ê đúng cái món mình thích này. Này chấm vào đây. Mày chấm với tao này. Thơm thế. Ừ. À con này đó là lấy chồng thường xuyên nhưng bỏ rồi. Lấy chồng thường xuyên nhưng bỏ rồi. Cay thế. Cay thế ngon đấy. Nó giống mùi của cái gói thịt bò khô ngày xưa nhỉ? Đúng rồi, thịt bò khô ngày xưa ông Trang. Em nhớ cái gói thịt bò khô 2.000 đồng mà trong cái gói ly lông bẩn bẩn rồi chưa ấy? Bẩn bẩn. Năm gói, 10 gói. Ừ. Đấy, ở cổng trường mình hay bán đi. Kiểu một thanh xuân của ta. Ừ. Không qua ra. Màu đấy là có vị khô không cả vị... Có ướt, bò ướt và bò khô. Ê, cái kênh TikTok đồ ăn của mấy là bao nhiêu khô lâu à? 55.000 hay sao? Tiếp mẹ 55.000 thua của tao, tao 67.000. Mà tao lượt xem nếu như bằng mày chắc tao cầm chửi. Tại vì là không phải của tao xem là không follow. Nhiều người không follow. À. Mà lượt xem cao lắm. Cái nào cũng toàn tham vài chục, vài chục con nghìn. Con này làm mày rất sạch. Riêng đầu nhá. Đầu với não ấy. Đầu là nó làm nó luộc làm sạch lắm. Rồi làm lý riêng. Sợ hết. Để ông Diêu là ăn đèn. Ơ, sao cái quán này mình không biết nhỉ? À, cô nàng vỡ nợ từ Đà Nẵng về, lại quê hương. Thằng này thôi. Đây là máy bao nhiêu? Đây, cái này là cái quay gảy của tao. Không, nhưng mà cái này là biết. iPhone gì? Đéo biết. 11. Thế còn cái nào? Đéo biết. 13, đúng không? Đéo biết. 11 đẹp hơn hẳn luôn. Đâu, cái này của bà là 13 ra. Không, cái này đẹp hơn. Đéo biết chân bố cũ. Nói chung là đây là quán em tao thuộc dạng là vỡ nợ trở về nhá, trở về đất mẹ. Cô nàng chi nhánh phố cổ, là hộ khẩu phố cổ, lấy chồng nước ngoài là từ Suýt, từ Trung Quốc, xong làm món này và làm rất ngon nhưng mà số đen như chó mực. Một ngày đẹp trời là nó mực chồng em có dịch rồi đấy đúng không? Chồng em á, nhà nó ba đời bán lộng đấy, thế bảo ta đúng không? Nhưng mà đùa một cái này, làm công an nhưng mà xong rồi là bỏ ngành để đi làm quán bar. Bây giờ hơn quán bar, nhà hàng đấy, bỏ ngành nên cả nhà nói không nghe, không có cùng ngoài thì giữa cái nồi lẩu quán mà. Nói chung một thứ tôi lại mê ăn mà, biết không? Và một ship từ Đà Nẵng vào. Thế thì bà để Đà Nẵng chắc chắn là em đấy chồng là để đi nhậu. Người ta chuẩn bị đầu bếp về lẩu. Cho đâu không? Dạ. Để từ mấy cái này mà làm không sạch nên hôi lắm. Mấy nhân này tự giới thiệu nhá. Đã cho lên cái chi nhánh Đà Nẵng là của hai chi nhánh Hạ Long. Đây ăn đầu lâu. À quên não, à quên. Đầu vịt Tứ Xuyên. Cái này cay vô mõm mới ăn hết một đĩa rồi. Và cái này không hôi ngon quá. Cái người chủ người ta làm một kỹ thuật gì cho không hôi ấy, tôi cũng bà đâu không biết luôn. Nhưng mà rất ngon. Cứ mua đúng không? Sau 3 năm ngon. Ai không nhậu thì nó có thể mấy. À, ôi có cả lưỡi vịt chưa? Ôi tạt tạt. Đây lưỡi vịt. Bye bye chị yêu siêu. Khi nào bỏ vợ tìm tôi hiểu không? Khi nào bỏ vợ tìm tôi. Út con để đây là siêu bọc. Lulo quá. Lulo lulo. Đây lưỡi vịt. Lưỡi vịt. Ê thằng này đẹp trai thế. Thằng đẹp trai. Trời ơi, tê.
Hôm nay là mày vì mày không biết món này dẫn mình đến đây. Lần đầu tiên ăn. Lần đầu tiên ăn quán này luôn. Anh ở gần đây không? Mày biết ngay chỗ này cử ông Tiền ra đây. Ông Tiền rất ngon này. Mày mang máy ra quay luôn. Anh ở về lại Covid. Nhà mình rô, nhà mình đợt có không khí à. Nhỉ? Không thì anh đi bộ, đi con. Thì anh cứ quanh quanh. Quán của chị này ngon lắm chị ạ. À. Đi ra. Hôm khai trương em cũng tan mấy ngày liền còn có cả. Để thu nhúng cho bé cơ tâm lý đám cảnh. Tao kể cho mày nghe. Tao kể mày nghe nó gọi. Alo chị à, chị ra rồi à. Chị đưa Kiến qua cho em gấp thú nhồi bông. Tao nói đúng không? Chắc thiếu chỗ gấp thú nhồi bông đến nhà mày. Mấy người? Ôi tôi gấp thú nhà em khác. Sao nào chị? Đây chị ra đây ăn uống nhậu với em. Nhậu đi được. Mà cầm mỗi cái đi cốc rau má với cả đồ xanh. Bà chị gần chị Trang diễn viên điện ảnh ấy lấy chồng chưa? Lấy chồng làm gì? Chó là lấy. Chị nuôi cá mà. Bọn em chỉ là người thường, bọn em không dám uống hoặc ăn uống trà sữa thôi. Uống trà sữa béo lắm. Cảm ơn chắc chắn không đủ. Tí nữa đến lôi lẩu. Mà lôi lẩu đều ăn. Thế này toàn mơ rồi. Rượu đâu chị. Đã bảo là thì tôi mới nói bạn rồi. Tôi là cái loại xuất sắc nhá. Ai đó. Ăn hành cho dân đi mày. Cái này bốc người... trộn này hợp lý không chị? Bình. Mày ăn ăn tai đi cho thông tai. Con ăn gì con? Đừng có hỏi là Bình bao giờ lấy chồng. Cho nó lấy. Tha rằng ở vậy cho trong béo mầm ấy được rồi. Ừ. Nó mà lấy chồng đều đi đóng phim đâu. Trời ơi, lấy gì mà xem? Em cảm giác như là tình yêu như câu chuyện của cô dâu nhiều tập. Nào. Giọng điệu của chủ quán. Toang một lần, à toang lần thôi. Toang lần hai à? Toang lần hai. Thì chúng tôi đang ngồi cạnh một người gọi là toang lần một, toang lần hai và chưa toang, có thể sắp toang. Châu Á hai nước rồi. Quán cái quá nước có nước để bộ nước để chấm cay nào nhiều ngon này đấy có vẻ chả mất à nhá. Nhà em ăn cay là trà mỹ gì hết các con người vào đây cay quá cái à quán này có đặc điểm cay quá đến đây ăn trà miễn phí bởi vì con chủ quán nó bị thừa thế mà trà theo thì lắm cháu có đường tẩm cho cay vào tẩm cho cay vào chị ra Hà Nội. Em cúc đẹp gái chắc tôi xấu. Khen đều nhá. Đúng rồi. Khen không đều bấm bờ lớp. Anh là trong đây là có hai chị em. À, mày thích căng chỉ filler, botox. Đó là botox chỉ cũng tư vấn. Mặt còn chưa đủ căng sao? Không. Anh nhìn chị em nào. Đâu chị em mặt mộc mà mặt nguyên bản đấy. Vâng, mẹ đẻ ra cái đẹp tự nhiên luôn. Bạn bè chơi 20 mà à, cũng ăn ngồi với bạn đi. Em muốn về đẹp tay đi xem. Ngồi huyền gà. Ừ. Thái Dũng. Việt Tú. Nhắc lại thời thanh xuân đi đòi nợ. Cắt dây 300 nghìn thì con đi cường không thiên. Nghĩ đến cái cảnh mày cuộc đời. Cái cảnh cuộc đời đi diễn thì mẹ mày được có 300 nghìn nó mừng lâu. Em bây giờ em không muốn đẹp lắm ạ. Bởi vì bệnh tật nó không biết còn được như thế nào. Sợ đẹp mặn phải cần người ở luôn ở tư thế cho đẹp ma. Em mà có đi thuyền mấy ván thì em vẫn phải đẹp. Đúng. Cứ phải đẹp ma đã. Phụ nữ không đẹp là dở rồi. Bây giờ nhá. Bây giờ mọi người làm chỉ là chỉ PCL, là chỉ video. Nhưng mà ngày xưa thì các cụ làm đẹp các căng chỉ bằng chỉ vàng ấy. Theo buồn cười lắm, có những bà phải tưởng đấy là vàng thật. Thế bà bảo đấy là các cháu là trên mặt bà là có từng bao nhiêu sợi vàng ấy, đấy là bà để lại được các cháu. Đấy là chỉ vàng, chỉ trên mặt. Bỏ ngay. Đầu ngon lắm. Đầu nhà em nhá, rửa từng cái nhé. Con này kỹ lắm. Bên trong bóp mũi nó tả chữ móc ngón tay móc vào bên móc vào bên trong không như này này thò đúng hơn đây này ngoáy vào cái lưỡi vịt móc ra đấy nó mới sạch được thò tay này nhá ngoáy ngoáy trong mồm vịt móc vào bên trong móc mồm con vịt ra đấy chảy móng tay không cam, nóng quá. Ôi, nhưng mà hình như là hơi mặn chút.
không? Tao phải ăn thêm muối đi. Rồi con kia ngày hôm nay là ngày đi học đầu tiên. Tao bay về. Đấy, bắt đầu vào năm nay vào nhập học lớp 1. Khóc không? Không. Thế muối nó là... gì đến sao khóc? Em ơi, còn một nồi lẩu nữa đấy nhá chị nhá. Làm sao? Yên tâm. Ở đây toàn ghế dùng phi uống rượu, uống nước. Ôi lẩu với tím phải cay lắm nhỉ? Cay quá chị. Chị nhìn là cái lớp một đuột hỏa. Chị nhớ chị đang nhồng cái nồi lẩu đó. Bây giờ là... Em nói thật nhá, chị ăn lẩu thường xuyên ở Hà Nội hay là kể cả là Hải Thủy Lao nhá, nó không chuẩn là thường xuyên. Đúng. Hải Thủy Lao đi mỗi một nước nhá là một vị thôi đó, chứ nó không giống như là nguyên bản đâu. Còn nhà em là em kiên quyết em giữ đúng nguyên bản. Bọn em bị điên lắm, ngày xưa em mới gặp thằng chồng em nhá, tiếng thì không biết, mà trong khi đó nhá, lúc đấy cửa hàng của nó chị là rất là nghèo, chỉ có một cái bếp ga du lịch. Xong chị biết không, cái nồi là cái gì không? Cái thau inox đó chị. Ờ, thau inox. Vâng. Nói chung là 1/3 của cái nồi đấy là nó là dầu mỡ. Thế mà tôi chết mạnh rồi, đã không biết tiếng ngay để thằng hầm rồi, nó cho mình ăn cái gì thế này. Thì thế, mình không hiểu về cái văn hóa ẩm thực của người ta. Thế lúc em mà tôi chết rồi, tiếng thì không biết, gặp cái thằng dở rồi. Dạ xin. Rồi cuối cùng là ăn xong rồi. Nó ra là vì một nồi lẩu mà đổ trong mà con nồi lẩu cốt nồi lẩu cay thật đấy, mà nó lại còn có cả cái hạt tê nữa, ăn nữa sốc đấy. Gạt đây là em phải giả với nhá, ở Hà Nội mọi người không thể nào ăn được như là cái vị ở trong Hà Nội làm, bởi vì cay quá tê. Một đợt anh ăn ở bên Trung Quốc mà anh nhìn cái hạt tê mới đầu anh tưởng hạt tiêu. Hạt tê không có hạt tê à? Hạt tê á, nốc luôn một hột vào mồm nhai người đấy ngay tê. Anh tưởng là hạt tê đấy. Đúng cái vị hạt tê nhưng mà nó không bị cay quá anh ạ. Em phải giảm bớt rồi. Phải cắm thẳng vào hột. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta gọn gọn để chúng ta lên nồi lẩu đớp luôn nào. Dung. Cay lắm. Nói chung là ăn quần nó không kịp nhất đâu. Những cái quần này ra được. Rồi chảo. Ui giời ơi, gì là Phật. Này đi. Không cái đấy đấy. Đi phải ra đầu ăn làm thế. Thế thì bây giờ như này thì em cho ếch vào luôn cho nó gạch. Nhưng mà cho rộng. Đây. Đồ mà quay cái món này ngoài đi thì cái này là món đều bán nhá, chỉ có mang về mua nước mang về nha. Cái này cũng bán này. Nó có một cái quán ở trong Đà Nẵng nhưng mà vì ở đây mặt bằng chật quá. Em chiều chị em lắm đấy. Đâu đây hạt tê này đây này. Đấy. Anh ạ. À, mà có cái gì? Có hạt tê anh. Nhiều lắm luôn. Tí hạt tê nữa. Ừ. Chỗ ếch. Đây. Úi giời. Ếch này tươi vừa làm gì xong. Nó đéo tươi nó phải chết rồi chứ sao rồi. Úi giời ơi. Chị không biết cái chỗ ếch của nó. Mày tránh thai à? Cái ếch tránh thai à? Định vị. Cái gì vậy sư ơi? Định vị đấy. Là cái gì gắn định vị cả? Khổ lắm tiểu đường má ơi. Giờ hai định vị con nó thế rồi. Cái gì? Cái sao mà đổi lắm đấy? Ô, bao nhiêu đâu chị đi? Ngày 3 mùa gốc hết. 6 hộp cơ mà. Ủa cơ mà điên. 6 hộp cơ mà. Gì nữa? 6 hộp anh ăn. Lấy thêm 1 hộp nữa ăn cho đây. Không, mà 2 hộp trước đi. Hai thùng trước đi, từ từ ăn vào đến đâu thì thả để cho nó đỡ dục mồm. Bây giờ làm sao ta bê nồi lên đây? Bụng phạch nhá. Bụng bẩn. Ui. Ngọt đâu không ngọt. Mày cho chị cốc to uống trà đá đi, chị uống trà đá to to. Mày cắm vào mồm con cốc đi. Sao nào? Ủa nếu mà bạn nào mà đổ thích ăn vẫn muốn đẹp ấy, chắc là rất dịu mà này. Vì sao? À, không đúng rồi, vì cái này nhá, nó sẽ làm tốt mồ hôi ra. Và khác con gái đi. Ở bên vùng thường xuyên hay là con trai thì cái làn da của nó là đẹp. Vì sao? Người ta ăn nhiều hoa tiêu.
Hello Duy em. Duy ngồi bên trong, ngồi bên trong. Em ngồi bên đây đi. Mày làm cái cốc to sao, con chủ quán nó cốc to, tao cốc nhỏ thì mày khó chịu. Đi. Cay cục em ăn đi. Ăn để đỡ kia phu la. Ăn đi cho tèo mỏ. Tèo lên. Mắm mắm lợn. Mắm mắm lợn. Cay với mắm chó nhá. Ở đây trà đá là miễn phí nhá. Cay mỡ đi. Cay quá. Đây, bạn ơi, bạn phải bạn phải lốt lại nha, cái quán này là trà đá uống miễn phí. Nên là cay cỡ nào là trà đá miễn phí. Mà trà này không có đường nhá. Em đi lao á, trà tao bị ngọt. Đây mà không béo anh ơi, anh thử xem. Không mệt lại không cay. Cái nhìn thì cay, mỡ nhảy như bình thường. Ở quán này ấy, cười lắm. Cái con chủ quán con này điên lắm. Cái con này nó còn bắt mọi người là phải uống xong rồi cho ăn luôn. Đâu, đâu, đâu. Đây. Để cho tao mình rước. Em chấm thử này, em chấm. À mày yên tâm ơi, trời mưa rất to, công an về ngủ rồi. Hôm nay không thử nồng độ cồn. Đi uống trước tao cả thằng Vũ đi nhậu. Có thể mất công em đi chỉ để cho không trả đá nữa em ơi. Mưa to này. Mưa to. Công nhược. Rô gì? Bố em đâu rồi? Bố em đâu? Bố nào á? Mày ấy à? Vâng. Đéo gì ở đây toàn quy tụ ấy bị chồng bỏ đi. Chán thật sự. Bây giờ bị cắm sừng các kiểu. Sau khi ăn bún đến mõng vịt thì cái mỏ nó cũng tèo. Bếp cho, bật bếp cho. Ơ tao đéo biết, bật bếp cho. Tắm rồi mẹ em cho em bật cái ly của. Cho em mượn cái ly của anh cho. Ê, sao lẩu từ xưa cho bắp nhỉ? Mướp. Nó cả mướp luôn rồi mà. Chị Bình ơi, cho em mượn ly. Chị Bình ơi, đi mẹ. Đấy, thấy chưa? Đi mẹ chị. Mẹ em lít rồi. Mẹ em lít rồi. Mẹ em lít rồi. Mẹ em lít rồi. Chào em một đi. Em đâu, em đi tập lêu lêu. Em biết được rồi. Em vẫn tập lêu lêu. Nhiều hơn năm. Elite cái giá tiền tập của bác không em? Đây đây. 6-7 tháng trở lên. Chị Trang đi xem Blackpink mấy buổi? Một buổi là cũng muốn chết mẹ rồi. Mấy buổi? Mày nghĩ tao thích à? Em không. Tao đi theo cực hình đấy. Em mấy buổi đi như kiểu chào. Khi nào mà em có con ấy. Không nhiều người kiểu không chào. Đây em có con. Em có con thì em sẽ hiểu ra một chị. Và ê con chị, chương trình sẽ ra 2 tiếng rồi nó quẩy đúng 2 tiếng. Con em chưa lớn đến cái độ tuổi đấy rồi em cũng chưa thấm được. Rồi em xem khi nào nó bắt đầu biết thế nào BTS nhá, bác Vinh là mình ăn cám. Có cái nắp đầu đúng không? Trời thần. Nhưng mà công nhận cái không khí của nó hoàn toàn khác bạn ạ. Mình xem rất nhiều chương trình ca nhạc, kể cả chương trình concert của các nghệ sĩ Việt Nam, nhưng chúng ta không bao giờ làm lại. Tại vì biết sao không? 2 tiếng rưỡi em không có 1 phút giây không nghe thấy âm nhạc liền luôn. Khi mà Blackpink xuống thay đầu thì ở trên sân khấu là đội vũ công nó nhảy là hú hồn con trồn. Đéo có MC à? Đéo không? Có một thằng nào tên là MC luôn. Không có MC thảm đỏ luôn. Không có luôn. Thật đấy. Đi, mày tao đùa mày. Này, nó đi vào này, tất cả chúng mày ấy, chỉ có một con đường đi qua cửa, xót vé. Nó để cho chúng mày một cái backdrop. In mà đi xe lép thì mèm nó cũng phát như đúng rồi luôn. Nó đéo trường một ai. Em nghe nhớ là phải tải app được đúng không chị? Không phải tải app mới được vào, mà celeb thì chúng mày vô ấy. Nó đến thèm quan tâm chúng mày là ai? Xoát vé nó không thèm quan tâm.
bảo vệ cũng không cần quan tâm. Tất cả chúng ta phải đi qua lột hết. Cái thứ hai là cái thời khắc mà cả vũ công, cả ca sĩ thay đổi. Mới biết chúng làm gì. Thằng DJ đánh nhạc cởi chân, da đen bóng luôn, mồ hôi nó túa ra. Con này tả là đã biết nu lô lắm rồi. Nu lô đi mày. Nu lô lắm rồi. Đứng lên mong manh mày. Nhưng mà thằng đấy rất hay nha. Nó biểu, có nghĩa nó là một sự chuyên nghiệp rồi em. Nó ngoài nó là một thằng DJ đánh nhạc, nó kiêm luôn nghệ sĩ luôn. Em không, có nghĩa chúng nó cái thằng mà điều khiển cái gọi là xe màu ấy. Thằng điều khiển xe màu bởi vì chúng nó có đến 40 đến 50 cái máy quay các góc. Em thấy là giống bạn từng cả các cái góc của nó. Bạn tưởng tượng ấy là nó quay ấy, cái thằng đấy nó vừa đánh nhạc, nó vừa biểu diễn. Có cái tay đó, có nghĩa nó chuyên nghiệp đến mức cái tay nó phi vào cái ống kính của cái thằng quay phim để mà bắn nó lên trên cái màn hình lớn. Mà mình nhìn thấy mình cũng thấy cuốn. Da đen tóc xù, tóc xanh. Thấy cuốn luôn. Sinh mà hay đến nơi phong thời đáy xè xè là gì? Không biết đáy xè xè. Không biết đáy xè xè, không biết đáy xè xè. Không biết khao bùi. Cái vụ mà bị cắt mép xong rồi nó bị doe ra ấy. Thế à? Trời ơi, dân tình ấy, xe lét là đi từ đâu? Nhưng mà chị thấy nhiều người vô lý vãi đáng. Bảo đấy chứ, à, ở nhà nói ăn bỏ mẹ ra. Tiền đâu đi xem Blackpink nghĩ bụng địt mẹ, chắc chúng mày biết ví tao có bao nhiêu tiền. Hãng lờ thật sự luôn. Mà chúng nó rất là vãi đái. Ví dụ như em mà có sở thích tập gym, mắc cái đéo gì em không cho đi xem Blackpink. Mỗi người một sở thích, bạn công nhận đâu. Vì bạn thích đớp, dòng tớ thích đớp, đéo đi shopping. Chả như thằng này bà, nhà thiết kế bán quần áo hay là mày chửi tao. Trang ơi, địt mày, mày bạn này như con cặc ấy, lúc đéo nào cũng thấy mày gọi đi đớp, mày đéo thấy mua ủng hộ tao quần áo hay là bộ sưu tập. Ê không được, mỗi người sở thích. Còn có mấy bố mấy mẹ sở thích đi bốc vác, kiểu vác, ăn mắm mút dòi. Vô duyên phải đái ra. Trời ơi, chúng nó vào chúng nó móc bao nhiêu cái đầu vịt trả được tiền để đi mua vé chị ạ. Bà Kiến quẩy, à đây. Có một câu chuyện, là để một câu chuyện kể cho mọi người nghe. Bà Kiến nhà tôi, bà Quách Thị Kiến. Có một cái màn là nó có 10 phút là nhảy cùng Blackpink. Thì tất cả máy quay nó sẽ focus trên tất cả các khán đài. Tất cả những chỗ nào có người thì em phải tự dụng mấy chục máy quay. Đây, tao kể cho mày nghe, bà Kiến nhà tao vì lùn có mét 2 thôi. Mà cái hàng rào bà đứng là mét 3. Con Kiến là đứng trước sân khấu luôn. Hàng đầu tiên trước sân khấu là đã phải fix cho bà cái chỗ để bà quẩy được ở cái chỗ tạm trống ấy. Vì nếu như em để cho nó ngồi dưới nó chật, nó sẽ treo lên ghế. Mà trèo lên ghế thì mày chó điên xung quanh nó quay được bảo mình là không biết giờ con. Người thường trèo lên ghế bảo là thật là quẩy, thật là cháy, thật là bùng cháy. Mà con mình mà dẫn lên ghế nó sẽ bảo mà mình vô học, đứng bây giờ con ngay. Nhưng mà em hiểu trong cái cảm giác ấy, của cái chuyện mà người ta phấn khởi quá, người ta bay lên cái ghế, tôi cũng thấy bình thường. Xem đá banh hay đi xem ca nhạc, nếu mà cái chuyện bạn quá phấn khích, bạn bay lên cái ghế bạn đứng bạn nhảy là chuyện bình thường. Nhưng nếu bạn vào khu du lịch, khu bảo tàng mà bạn bay lên ghế cả giày lên ghế là bạn là vô học. Xua chưa? Bởi vì ai cũng có sở thích. Em cảm thấy là thôi, bà Kiến nhà tao đứng nhảy này. Thế là thôi, tao nhìn thấy cái đứa đi cùng nhà tao đi 8 cặp. Con bé đấy nó cao hơn con Kiến. Nó được bắn lên trên màn hình rồi. Có kịp quay lại không? Đây, con Kiến nó nhìn thấy chị Bông trên màn hình. Chị Bông, chị Bông. Là chị, con, cái chú máy quay cái kia con phải đứng nhảy trước mặt chú ấy mới được. Bà phi ra bên này, nhưng bà lùn quá, bà với không nổi. Mà trước sân khấu nó có 8 bảo vệ, nó có 8 người bảo vệ. Bởi vì sao nó phải có bảo vệ? Nó tránh tình trạng là ném đồ hay là quá khích cái gì. Nên bắt buộc đấy là điều bị bắt buộc. Mặc dù không thể có chuyện đấy xảy ra là rất đi. Chị đi cùng thư xuống thì tao là, tao bảo phải đi bê. Ê, mày giặt cho tao cả. Mày giặt ra cho người ta nhìn thấy con tao cả. Thế mấy thằng mày nó rất dễ thương. Chú, gọi cái ông máy quay, chú. Thôi, mày quay vừa đi tao bảo Kiến, mày xem trên TikTok của tao ấy. Bảo nó nhảy, bảo nhảy. Đến khi đến lượt bà nhảy là màn hình trên sân vận động đã hiện lên chữ cảm ơn các bạn là tao đã biết xem màu cắt hình. Có nghĩa là gì? Bạn đi quay và làm chương trình nhiều bạn hiểu. Khi mà nó đã bảo là đời em rồi ấy, thì là trong xem màu đã chuyển sang hình ảnh và tất cả máy quay đã được huy động về những vị trí để bắt những góc máy khác cho bài tiếp theo, đúng không? Bà Kiến họ mừng.
con ghét Blackpink luôn. Đừng bao giờ rủ con đi nữa. Mẹ đâu rủ đâu kia. Con sẽ không đi xem Blackpink nữa. Tại sao? Xong nó nói tao cô ấy tao tức này. Cái lúc mà bà Kiến nhảy xong mày chị bảo là tao cho mày quay đấy để. Xong rồi mà gây nó hỏi chị cô này. Tại sao? Tại sao mày lại cho con ngồi cái chỗ mà con quay máy quay không quay con? Mình bảo con có biết cái vị trí con ngồi là rất VIP không? Đã trước đầu sân khấu trước đây mà em ngồi hàng đầu là rất VIP, nhưng vì con bé kia nó ngồi hàng 7, hàng 8 trước sân khấu, nhưng vì nó cao nên khi cái ông ấy quay cái này thì em hiểu, em là bảo vệ đâu, em bảo vệ thì con kia đứng sau lưng em, ông ấy không thể nhìn thấy em, ông bắt cái con đằng sau lưng em là hai bé kia. Thôi thôi thôi, đời ta đen rồi. Nó bực, nó khóc cả một lối về, xong nó bảo thầy chị, con không ở với em dâu tây nữa, không ở chị bông nữa, con đi về, con về Sài Gòn luôn. Nó đòi về bằng được. Xong là toàn là Kiến, thứ nhất nha, cái việc đi xem mày là con yêu cầu mẹ, và mẹ đã làm thỏa mãn mong muốn của con không được xin xỉa. Cái này là do con sai trước. Nếu như con nghe lời mẹ, con ăn nhiều vô, con bơi nhiều vô, con đã cao lớn rồi. Đằng này con mét 2. Con mà mới luôn à? Là do con ăn ít quá. Mấy tuổi rồi chị? À, 7 tuổi rưỡi. Mét 2 là cũng cao rồi đấy chứ. Mét 2 mấy, mét 30 rồi, nhưng mà vấn đề là chị muốn nó cao hơn. Được rồi. Được rồi, con sẽ phải ăn tiếp. Chả luôn. Khi nào mà con mày đam mê thì mày sẽ hiểu. Ui vai cả đáy linh hồn. Xong rồi là xong rồi ta lên cái diễn đàn ta đọc thì có rất nhiều đứa trẻ con cũng bị tình trạng y chang con Kiến, là nhảy khi thế, nhảy như để đến chết, nhảy mà gọi là quên đi mạng sống của chính mình. Mày nhảy mà văng luôn cả cái lá phổi ra. Cái clip mà con Kiến nha, nó nhảy xong nó mệt có làm thở à, 369.000 lượt xem trên TikTok, mà kênh TikTok này nó biết rồi. Là ai gọi hỏi chứ, đang quẩy phải thở, đang quẩy. Nhưng mà nhận công nhận, chị không biết tiếng Anh, không biết tiếng Hàn, không biết cái gì cả. Chị không biết một bài nào và chị cũng không biết một điệu nhảy nào. Nhưng mà chị ngồi giữa một cái không gian 99% xung quanh ai người ta cũng hát, chỉ có một mình con già như tao không biết. Tại vì cái khu vực khu VIP nha, cái vé VIP đấy, cái khu đấy là 9.8 triệu là vé nó bán ra. Còn khi em mua lại không biết là bao nhiêu, thì tất cả những đứa ngồi đấy là chúng phải có tiền đấy. Còn tao là được cho, mày hiểu không? Tao được cho vé chứ tao không bỏ tiền. Đưa em ha. Chứ mày nghĩ tao bán động mấy nghìn mâm để tao lời được đống vé Blackpink. Bảo lại bảo là ăn chắc tư thiện. Ông này đi bán dâm lấy cái vé Blackpink đấy. À đây, đây cũng con Trang này, cũng chủ quán này đây. Tao kể cho mày nghe, nó mở quán đúng lúc lũ lụt miền Trung. Xong nó bảo tao này, mà tao thì hay đi. Vì về nhà hàng em đấy. Tao đi ăn xin. Tao đi ăn xin. Tìm bước vào cho nó màu xanh. Vào đến Quảng Bình thì tao xin ở Mường Thanh miễn phí. Đấy. Vào đến lúc thì ở nhà hệ thống của homestay của bạn Triều Ngọc Hàng, toàn để chỗ xịn không, mà đều ở miễn phí. Tao vào Huế cũng ở khách sạn xịn nhất bên câu sống hướng. Nên là chúng nó thu thập lại chứng cứ, nó bảo tao là đi từ thiện dùng tiền của bà con ở chỗ xịn, mà con đi này là con đi đài thọ đoàn từ thiện ăn và đớp cộng việc tặng đồ mang về, và tao đã bị thành một con là dùng tiền từ thiện. Đây chính con đi này, tao đã bảo là thôi, tao đi ra tao ăn cơm, ăn phở không chị về, chị em mời cả đoàn. Bởi vì tao nói với nó là mấy cái người đi mà bưng bê trong đợt lũ lụt ấy, toàn tình nguyện viên trong chùa các cô chú già không có tiền đâu. Vé máy bay là mấy trăm nghìn, là hoàn toàn được Vietjet tài trợ. Chị ơi thật duy nha, cái thời điểm bọn chị đi cứu trợ dịch miền Trung ấy, tất cả vé máy bay của tất cả các tình nguyện viên của chùa Tường Nguyên trừ chị là mọi người đều được miễn phí. Mấy cô chú già bên chùa ấy, là anh Hùng chị Thảo chủ Vietjet ấy, là rất thân với thầy tớ, miễn phí hết cho các mùi giống nha, con rất là giống chính nó. Và bọn mà chị, anh bọn chị được ở miễn phí ở những cái khu nhà khách của các ngân hàng như nông nghiệp Agribank này, cũng là Techcombank, HTBank. Em ơi lên bầu Mỹ cho chị gái nào. Đang chụp. Ui, cái này gì đấy, gì đấy? Cái kia là tim. Anh nhấc con anh đấy. Đây, nào. Được chưa? Nên đời tao ơi, tao toàn đi xin ăn mẹ. Toàn đi xin ăn xin uống xin ở. Dài nha. Quanh quanh là thôi.
quên rồi, quên định nói gì còn nói chung là con này gọi là bị toang ở Đà Nẵng về với mẹ thì nó mà quá khổ. Đợt rồi. Em muốn miếng thịt rừng vậy. Mày phải nhắc. Tôi của mày ta nói. Anh đi khen em à? Anh đi khen em à? Không. Tại vì cái lẩu cái người anh mà cho xin cái này ngon thật. Anh này nó đã xào chín hết rồi anh nhá. Không béo không béo. Ếch là một cái món không béo thôi. Anh chỉ đẹp thôi. Em cũng đoán là ếch ở Hà Nội thì sẽ hợp lý. Chị ạ, nửa đêm là bọn em nhậu về tầng hai một phòng. Là mình đến cái là bắt đầu bắt hết cả bể kính. Ờ, bắt đầu đi làm. Ô thế à? Vâng. Ly ta đưa. Đấy. Năm nay học rồi. Năm nay bắt đầu đi học á. Hôm nay lớp 1 đấy, bắt đầu vào lớp 1. Cảm ơn. Đây là mới 31/7. Học hè trước. Lớp 1 học hè trước. Còn đâu bọn là bọn lớp 2 đổ lên là 15 tháng 8. Rồi. Mà sao bây giờ lại chơi cái trò là không biết chữ trước và không nhận. À đúng rồi. Thế thì làm gì có cô nào nhận lúc mà nó không biết gì. 5 tuổi là mày về nhà dạy con mày rồi. Anh phải cho nó đi học từ khi mà nó còn bé 2-3 tuổi, 2 tuổi là cho nên cho đi học. Bản thân con Kiến là lúc 3 tuổi là nó nhận hết mặt chữ, mặt xấu xong rồi. Đấy là nó đi sao nó còn. Đúng rồi, con Kiến 16 tháng đi quân đội rồi em. Con chừng 16 tháng là đã cho đi bộ đội rồi em ạ. Chị cho con chị đi học sớm lắm. Không, nhưng mà em phải phục trang vào cái đêm đi nhậu nhưng sáng sớm mới được con đi học. Điều đấy là điều không phải ai cũng làm được. Bản thân em chị say cỡ nào được nha. Chị có thể nhậu 4 đến 5 giờ sáng chị về. Chị say sập hầm. Nhưng chị luôn luôn một là phải ngồi trên xe thì tài xế chở. Khoảng 1 năm nay chị không thuê tài xế bởi vì là tài xế bảo để chị làm mà. Chán quá đéo có việc gì làm, đéo ăn được màu gì. Tại vì tài xế như khi ta xăng xe dầu đèn. Còn tao thì vẫn tự chạy xe hàng ngày. Nên là tài xế cứ đi xe gần hết xăng là tao sẽ đi đổi đầy bình. Tại vì tính chị đấy vì chị có hoạch toán kinh tế. Ví dụ một tháng chị được nhậu 50 triệu. Tiền tài xế giúp việc. Mua đồ ăn, đồ uống linh tinh khoảng 50 triệu là 100 triệu. Đám cưới, đám xin, đám ma, tặng quà sinh nhật 50 triệu nữa chẳng hạn. Đấy là chị có tác hết rồi. Nhưng mà khi mà con bạn càng lớn nhá thì bạn sẽ có một suy nghĩ giống tớ. Các chồng nó khác nhau nhá. Bọn em khi bọn con em chưa đi học á, khi con tầm lớp 2 thôi nó bắt đầu đến giai đoạn là nó sẽ hỏi bọn em rất nhiều. Nó ngấm vị cay vào. Nó hỏi đến khi nào mà em trả lời thỏa đáng thì thôi. Sau đó là gì? Em sẽ phải dành thời gian đi chơi với con em. Bởi vì nếu như em không đi chơi với con em từ bé nhá, con em sẽ không coi em là bạn nữa. Cái khốn nạn nhất của cha mẹ là mình không phải là đối tượng duy nhất con mình tâm sự. Đó là lý do khi con Kiếm bắt đầu học lớp 2, chị đã bắt đầu gọi là chị ngâm cứu. Và vấn đề là chuyển hóa nhậu mỗi ngày thành gom các nhóm nhậu lại thành 2 ngày cuối tuần. Chị đã lập group. Bởi vì sao mình không thể bỏ sở thích của mình được. Nhưng mình cũng không được buông con mình. Cái khủng hoảng của trẻ tầm 6 tuổi nó quan trọng lắm. Nếu như con em nó không coi em là bạn nha, thì sau này lên cấp 2 nó không thèm nói chuyện gì với em luôn. Vậy là tìm bạn bè hiện tại bây giờ chẳng là thời tiết của. Tại vì chị đã nhìn thấy rất nhiều anh chị em bạn bè của chị. Con đi học về, học rất giỏi. Nhưng cháu không nói chuyện với bố mẹ, cháu chỉ vào phòng ngủ thôi. Cháu có cõi riêng của cháu. Em mà để con em bị dậy vào cõi riêng của chính nó, đó là một sự thất bại. Cho nên là kiến nhà chị bất kể cái gì cũng về kể cho mẹ nghe. Thì bò thơm nhá. Nếu chị xa nó, chị đi chơi như này chẳng hạn, chị sẽ phây tham mỗi ngày. Đấy. Cung giờ nó ngồi trên xe về nhà. Về nhà 4 giờ rưỡi. Chị sẽ nói chuyện đến 4 giờ đến 6 giờ. Con tắm xong mày sẽ nói chuyện nè. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Cho mẹ biết con nói chuyện gì.
ở lớp con, ở lớp con là có các bạn thì bò thơm nhá, có cãi nhau không? Thơm lắm. Cái bò thứ hai thơm bò. Chị không cứ bị có một thói quen thơm là chị nhớ bò. Ngày sinh nhật của bạn nó lạ nhở, vì chị cho bạn phụ huynh chị sẽ in cái list sinh nhật bạn nó ra thì chị sẽ có cái nốt đấy, xong là cứ đầu tuần chị hỏi là con tuần này bạn con có ai sinh nhật không, có cần mua quà không, nếu cần thì để mẹ sắp xếp đưa đi, bởi vì sinh nhật con kia nhà chị nó full bạn, bạn mà sinh nhật là chị phải cỡ đó đó, nhớ tên bạn của nó rồi nếu mà nó về nhá, đôi khi là nó cũng không có xích mích gì với bạn bè nhưng mà nó lại kể câu chuyện bạn nó xích mích cho mình nghe, bằng cách là khi chị đã nghe được rất nhiều, để chị đã tìm, chị đã nghe ngóng được rất nhiều chuyện của bạn bè nó và chị sẽ báo lại cho các phụ huynh khác để các phụ huynh nắm bắt được tình hình. Chị đi chim lợn nhưng mà bố mẹ họ rất là, chính vì những cái việc chị quan tâm như vậy chị lại trở thành người mẹ chơi được với rất nhiều phụ huynh trong lớp. Chị là người lập team để đi chơi, chị nói với các mẹ là chúng ta cần phải chị đồ lập team để cho con đi dã ngoại, đi làm gốm, đi vườn ao chuồng, chơi chuyện tìm, đúng tìm. Chị Trang là một bà mẹ mà bởi vì em biết không, rất là quan trọng các con nó kết nối được với nhau, đó là một điều rất quan trọng. Nhiều khi chị với bọn chó ngồi 6-7 tiếng như con chó dại ngoài vui chơi như một con chó dại, tại vì em biết sao, mình đưa con người ta đi chơi mình phải canh. Chị không có thói quen là ra giúp việc bởi vì sao, giúp việc nó chỉ là giúp việc thôi, nhỡ xảy ra chuyện gì nó chạy cái mày cái mạng nó trước, nhưng mà mình lại còn mang con của người ta đi, đó là gấp đôi sự nguy hiểm nên mình phải canh. Nên nhiều khi chị ạ, và sau này chị đã biết uống cà phê rồi em nhá, chị đã biết uống cà phê chỉ vì là chị ngồi với bọn chó không biết việc gì làm phải ngồi uống cà phê một mình nữa mà ấy. Nhưng mà chị sau đó là những cái buổi ngồi như thế thì tự dưng mình ngóc ra nhiều thứ ngóc ra là cà phê vẫn uống được, vẫn uống được. Trước bà có uống cà phê đâu. Ừ, thì vì làm ngẫm ra nên là cũng biết là nó uống được. Anh lại dậy thôi. Chứ thì để bác phải uống, thành biết uống. Ok. Chó ăn đi nè. Ừ. Con còn đi được khắp nơi là xuất sắc rồi, đi du lịch khắp thứ được. Các bạn em đi, các em đi du lịch ạ. Toàn nằm một chỗ rồi thì có con mà. Đi du lịch với chúng nó mệt thật, à chán thật. Chúng nó đến nơi là chúng bắt em trong nhà. Nhất là trong nhà đấy mấy ngày. Thế là phải gọi chị đi cùng mới là đúng. Để cho con đi, ăn cho con đi như thế phải cho con đi. Nhớ không? Khi mà em mà đến khi mà nó chỉ tâm sự bạn ấy, bạn thấy vui lắm, cực kỳ vui. Cái điều đấy, cái cảm dụ xúc đấy làm cho tớ dạo này nhậu ít rồi, tuần 3 buổi, 2 hoặc 3 buổi thôi, chứ không phải ngày nào cũng nhậu trưa tối. Con người không được mấy phút một cây nó mắm mỡ thì là có tám một hôm. Cái bức bà Trang đi chợ mấy hôm vừa rồi hai chị em đi chơi cả tác không không đi đi lấy đi cái cây lấy bức bút đi ăn xong nhá. Hôm công kia chị chở thằng Vũ đi qua gầm Kim Liên, chị kể cho Vũ là thằng Duy nó chụp cái bộ sưu tập phải đến mười mấy năm trước tao cả, nó trèo vào hầm Kim Liên 1-2 giờ sáng. Ừ, 2011 lúc xong quá còn mới gặp với chị, mà ngày đấy chị có một thằng chụp hình hình như Việt Anh. Việt Anh đấy, em mới là sinh viên đấy, sinh viên á, tao mặc đồ cho nó đứng như con phò công cộng, đứng người trong hầm, đứng trong hầm Kim Liên, xong đi mẹ đưa cho mày mấy cái đầm. Okay. 1-2 giờ sáng bởi lúc ấy mới vắng người, đâm chết cơ mẹ luôn. Nó cũng là một cái tên là đang bán sau đấy hình như chị cũng vào Sài Gòn luôn nhỉ. Ừ không, lúc ấy chị vào Sài Gòn rồi chị ra ra chơi hết đã chơi gì để em thả còn cái gì nhiều lắm cật nhúng nhá, nhá để lâu là đào. Cay tòe mõm ra. Vẫn ăn. Trong các loại đồ ăn, đồ ngọt ăn
ngọt quá mình có thể dừng. Nhưng đồ cay nhá, càng ăn cứ vứt ăn toè hết mồm. Cay nhưng mà vẫn cũng vứt được mồm. Chắc lên 80 cân thôi nhỉ. Ở đây em chỉ dưới tầng trệt thôi à? Vâng ạ. 30 triệu. Tầng này 30 triệu. Cái này mà em phải đốt chân. Thật mà, với cái giá tiền này chị thật, chị khuyên thật. Trần cắt chân thì nó đón được cả Tha City lẫn cả ở trên mạng. Mà nó rất là ở giữa. Mà nó không có... Ở đây hơi trần. Thực tế là... Em không, ví dụ nha. À, ở đây mọi người sẽ có những người có đủ điều kiện kinh tế để ăn Haji Lao ngoài, đúng không ạ? Nhưng không phải ai cũng có nhiều tiền. Như là đoạn này là tối tuần cấm đường. Ờ, để đi Haji Lao. Là cảm chết. Bạn anh mở. Trong nhà Tuấn Anh ơi. Trong nhà bé. Cái quán màu cam cam. Cam đỏ cam. Ừ, đúng rồi, vào đấy. Con này chỉ ra. Sợ hãi con này. Cho mày vào con cúc đi, người ta ngồi đi. Mày ngồi đây đi, Tuấn Anh. Mày đi đâu em? Em Tuấn Anh. Đang vừa mới đi thi đúng không? Đang thi cái đúng không? Được hay ạ? Cho con bắt Tuấn Anh đang thi được hay đấy, tốt nhỉ? Bị loạn rồi, mới bị loạn tập trước rồi. Em bị ngáo bị chỉ, nên em đi ăn ngã tư cái xong rồi ngơ ngơ. Chứ tưởng là qua cơ, tưởng vào Sài Gòn lập nghiệp luôn rồi. Nó sẽ mày quen chưa? Thì nó tin con Phương. Nhưng mà nó mới mà. Nhưng mà vì nó làm việc cho mày tin. Tha. Ta làm gì mà tha, ta làm bé tao tha. Nó mới, nó mới mọc được nhú lên một tí. Ê đi mẹ mày chị em. Ta bắt tay mày rồi. Mới đâu, lâu rồi. Nhưng mà chị em ta đi nhậu mà mày bị điên à? Hôm trước ở Sài Gòn, vì hôm sau nó phải đi Thái Lan nó quay hình. Hiện tại là mình nhậu, không em nhậu này. Em biết đây là anh này không? Đây là anh Tiến Cao. Em diễn cho anh hai rồi. À diễn cho anh rồi à? Anh Hà. Thế đéo nào mình lọt hai thằng lồn này nhỉ? Nhưng mà hôm vừa rồi cái em vụ ở cái bộ vừa rồi là cũng có em có vụ mất. Ăn trước đi. Em đến sau em mời anh chị ạ. Ôi giời, thằng này là... Mình em uống rồi, em. À bọn tao cũng chưa uống, vừa mới, rượu vừa đến thôi. Rượu vừa mới đến thôi, chưa uống. Nhỉ? Yeah. Chị biết Hà Duy này là người 1-12 năm cái gì? Mày định giả vờ con lý. Bú đi. Chị ơi, phải đến 14 năm rồi. 13. Cái này nó bắn mạng nó bắt là cay thế đấy. Rồi. Nó bắn mạng nó bắt là cay đấy. Nó bắn mạng không? Cái khói của nó vĩnh quý. Cái khói của nó cay. Chân nhỏ nhỏ gì đấy. Mà tên Google ấy. Không ai bảo em vào Sài Gòn nhưng mà em hơi lười. Thực tế nha, chị chỉ khuyên em này. Sài Gòn không phải mảnh đất dễ dàng với một người mẫu nam. Sài Gòn không phải là nơi ví dụ như em hiền cái này, khi mà em yêu tinh cỡ chị thì em vô Sài Gòn có thể em mời được. Cái này chị nói thẳng luôn đúng không? Chị là một người rất kinh nghiệm và rất là chia sẻ rất thật. Ví dụ như em cứ ở Hà Nội em làm hình ảnh tốt, ví dụ có job nào người ta book em vô thì em vô. Còn mình vẫn là công việc chính của mình. Vì Sài Gòn nó không phải như mình như khi cái mọi người nghĩ đâu. Nó em vất vả vô cùng. Khói cái em bấm cái này. Có một đúng không Tiến? Đây là người đàn ông dẫn chị vào nghề. Và độ chảnh chó của chị là phải gọi số tôi nổi tiếng số to tao mới đi. Trong khi chưa biết bao giờ. Chưa biết bao giờ. Học cùng trường này. Ồ đi học em có diễn đơn tiến bộ cái gì nào? Cái lồn. Tuổi lồn. Không, hồi xưa là em bé là bà cha mấy lần bà cha mấy lần mà đi nhận cùng. Thôi Bình ơi. Mày sao?
Bình, Bình ơi. Mày không dám đi. Ơ đi, bảo tôi thì không đi. Đi mẹ tao nhá, ngày thì có 51 cân, tiến nhà 49 51 cân. Ôi, tao còn là non. Bà có mấy sâu thì không kịp. Đi học nhá. Mày không kịp. Nó to gấp rưỡi bây giờ. Ừ. Tức là móc con này ra chữa chảy. Mày to. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Mày biết tên nó gì không? Cúc Đại đồ ăn. Cúc cục xúc. Ờ. Đấy, nickname nha ngoài Bình nha chúng mày nha. Cúc Đại đồ ăn. Từ hồi đi học ăn đi mày. Thế là bà lôi em ra chữa cháy cho bà mấy sâu ấy, từ bấy giờ nó cũng đi gì đấy. Anh dám đi anh cũng thấy phục em. Đi, đi, em to như một con tinh. Em đến em cũng vừa đồ. Bữa. Đồ chất bài co giãn. Nhưng con này nó biết tính tao, nó sẽ không dám chữa cháy kiểu đấy. Không, tao làm sao dám gọi con đi cúc đại đoá chữa cháy cho tao. Nó xé cả con cúc đại đoá.